Thùy Linh và Lưu Phước xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày 26 tháng 9 của kênh VTC 14. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Không chấp hành quy định, cố tình dùng điện thoại trên máy bay, một hành khách vừa bị phạt cấm bay 4 tháng. Những công trình mang ý nghĩa tinh thần hay thẩm mỹ giúp người dân thư giãn trong dòng chảy hối hả của cuộc sống đang quá hiếm hoi ở các đô thị của Việt Nam hiện nay. Cho con vào trường chuyên lớp chọn thực chất không chỉ là mong cho con được học tập trong một môi trường cạnh tranh mà còn là một cuộc chạy đua của những vị phụ huynh. Tin tức cập nhật trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, thêm một bác sĩ người Mỹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần Ebola sau 3 tuần điều trị tích cực bằng một loại thuốc thử nghiệm. Pháp buộc phải dùng kính để ngăn du khách treo khóa tình yêu lên cầu Pont de Arc để bảo vệ cây cầu trước nguy cơ bị sập, cũng như bảo vệ dòng nước sông Seine thơ mộng. Thưa quý vị và các bạn, từ 14 giờ chiều ngày hôm qua ngày 25 tháng 9, Thương Xá Tắc, trung tâm thương mại lâu đời và nổi tiếng hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh đã ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông báo này đã được Tổng công ty thương mại Sài Gòn đưa ra từ nhiều ngày trước đó, nhưng sự tiếc nuối lưu luyến của các tiểu thương cũng như người dân vẫn còn tới những giây phút cuối cùng của Thương Xá Tắc đóng cửa. Và có lẽ hình ảnh về một Thương Xá Tắc sẽ còn lại mãi trong tâm trí của nhiều thế hệ người dân Sài Thành. Và đây cũng là một trong những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua. Trước giờ đóng cửa, Thương Xá Tắc trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Bên trong thương xá, hầu hết các gian hàng đã được dọn dẹp sạch trơn. Tại những gian hàng cuối cùng, các nhân viên cũng đang miệt mài đóng gói hàng hóa để kịp thời hạn bàn giao. Bên cạnh những ánh mắt thẫn thờ, những lác đác người qua lại, vẫn còn một số gian đổ bộ thanh lý hàng tồn kho thu hút khách ghé thăm. Được xây dựng vào năm 1880 với diện tích 9.200 m², nằm ngay trung tâm quận 1 cùng với những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc khác như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, nhà hát lớn thành phố. Thương Xá Tắc được xem là một trong những biểu tượng của Sài Gòn. Nhưng sau 14 giờ chiều qua thì những hình ảnh thân quen như thế này không còn nữa. Tiếc nuối và hụt hẫng nhưng nhiều người vẫn đang tranh thủ ghi lại kỷ niệm cuối cùng tại đây. Hoạt động thu dọn được thực hiện sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch ban đầu vì mục đích đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tháo dỡ và bán ra mặt bằng đúng thời hạn nhằm phục vụ công tác thi công tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vào ngày 1 tháng 10 năm 2014. Thương Xá Tắc sẽ bị dỡ bỏ nhưng hình ảnh của nó còn lưu lại mãi trong lòng người Sài Gòn nhiều thế hệ. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là một bài viết liên quan đến vụ việc tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam bị lún nứt sau vài ngày thông xe, đặc biệt là địa điểm lún nứt ở trên cao tốc nằm ngay trong gói thầu về đích muộn bị đốc thúc tiến độ và về đích sát ngày thông xe. Liên quan vấn đề này thì báo Tiền Phong đặt câu hỏi, cao tốc Nội Bài Lào Cai vừa xong đã nứt do địa chất hay do thi công? Trả lời câu hỏi liệu có phải sự cố xảy ra do bị ép tiến độ, Cục trưởng Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông Bộ Giao thông Vận tải Trần Xuân Xanh khẳng định không có việc đổi chất lượng lấy tiến độ vì các biện pháp thi công đều đảm bảo đúng quy trình. Ông Lê Kim Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, trực tiếp chỉ huy thi công tuyến đường nói, nhà đầu tư rút ngắn tiến độ bằng việc tăng cường máy móc nhân lực chứ không phải bỏ qua quy trình. Cán bộ phụ trách gói thầu này của Tổng Công ty cũng cho rằng, hiện tượng nứt thì có nguyên nhân từ nền đường và nền đường đã làm từ lâu, không thuộc giai đoạn bị thúc tiến độ do thiếu vốn sau này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, trưởng ban chất lượng Tổng hội Xây dựng Việt Nam nói rằng, nếu cần đẩy nhanh tiến độ thì hoàn toàn thực hiện được và công trình có chất lượng cao một khi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và có chi phí. Ông cũng cho rằng với các công nghệ xử lý nền đất yếu, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được tốc độ và độ lún. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được nền đất và đối tượng công trình bên trên để lựa chọn giải pháp thích hợp. Tiếp theo là một bài viết trên trang 5 của báo Tiền Phong liên quan đến vấn đề công bố lương của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước với tiêu đề "Việc công bố lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước phải cai cả thu nhập ngoài lương". Đại diện nhiều tập đoàn cho rằng việc chi trả lương cho lãnh đạo đúng quy định, lương tăng giảm căn cứ theo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một số chuyên gia kinh tế thì cho rằng, ngoài việc công bố tiền lương hàng tháng, thì Bộ Công Thương nên yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty công bố các khoản thu nhập ngoài lương của lãnh đạo.
Theo đại diện tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết, mức lương của lãnh đạo được thực hiện theo chỉ thị 112014 của Bộ Công Thương về công khai minh bạch sản xuất kinh doanh, và tại Petrolimex thì tiền lương hàng tháng của lãnh đạo được nhận là 36 triệu đồng. Trích lời của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, một số lãnh đạo nói với tôi mức lương 36 triệu đồng một tháng không đủ sống. Vì sao không đủ sống nhưng ai cũng mới làm? Đó là một thực tế. Bộ chủ quản cần phải xem xét lại các mức thu nhập ngoài lương như các chi phí về xe cộ, đi lại và nhà công vụ. Qua theo dõi trong năm 2013, thì các tập đoàn lớn như PVN, Petrolimex, EVN, Vinaconex và Vinatech đều công bố hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Và theo quy định thì nếu 2 năm liên tục kinh doanh thua lỗ, lãnh đạo các tập đoàn phải từ chức. Đây là lý do khiến bức tranh kinh tế của các tập đoàn sáng sủa hơn trong những năm trước. Trong thời gian vừa qua thì tại nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng cấp đất ồ ạt cho các nhà đầu tư nước ngoài, dẫn đến hậu quả là rất nhiều đất vàng bị bỏ hoang hoặc là sang tay chuyển nhượng để kiếm lời. Báo Thanh Niên sáng nay đăng tải phản ánh với tiêu đề "Nhà đầu tư ngoại ồ ạt chiếm đất". Tất cả những khu đất hàng ngàn mét vuông mà Metro xây dựng siêu thị trong cả nước đều nằm ở các khu đô thị lớn. Nhưng sau khi xây dựng 19 siêu thị ở các vị trí đắc địa và không đóng đồng thuế nào thì Metro đang âm thầm bán cả hệ thống cho một đối tác người nước ngoài và thu về gần 870 triệu đô la Mỹ trên đất đai và ưu đãi của Việt Nam. Chiếm vị trí đất đẹp rồi dùng chiêu thoát xác cũng là cách mà nhiều nhà đầu tư ngoại đang sử dụng. Thương vụ Metro bán 19 siêu thị ở Việt Nam cho doanh nghiệp Thái là bài học kinh nghiệm quá đắt cho những chính sách ưu đãi nặng ngoại nhẹ nội của Việt Nam trong thời gian qua. Bởi vì nếu không được ưu đãi, không dễ gì Metro lấy được những mảnh đất đẹp như tại thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng siêu thị, vì đất này vốn được quy hoạch để làm công viên cho khu dân cư. Bài báo cũng nêu tình trạng là các nhà đầu tư ngoại được cấp đất dày đặc ở dọc chiều dài các bãi biển Việt Nam, và những đơn cử như việc mới đây để đón một công ty gia đình tỷ phú Mỹ Rockefeller quyết định đầu tư ở tổ hợp Vĩnh Rô Bay, nhà máy lọc dầu nằm trong quy hoạch của tỉnh Phú Yên đã phải di dời đi nơi khác, và tình trạng tương tự thì cũng đang xảy ra tại nhiều địa phương như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Quốc và Nha Trang. Hiện chưa có thống kê nào cho biết có bao nhiêu diện tích đất ven biển và các khu đô thị lớn đang nằm trong tay của các nhà đầu tư ngoại, nhưng quy mô của nhiều dự án cho thấy một diện tích đất khổng lồ đang được các nhà đầu tư nước ngoài khai thác, và điều đáng nói là nhiều dự án rơi vào bế tắc do đối tác rút lui, từng nằm trong danh sách đen thu hồi thúc triển khai hoặc dọa thu hồi của chính quyền địa phương. Tiếp theo là một bài viết trên trang 4 của báo Giao thông với tiêu đề "Tăng thuế thuốc lá, bia rượu từ 10 đến 15%". Tờ trình của chính phủ cho rằng những nhóm hàng hóa gồm thuốc lá, bia rượu cần tăng thuế suất để hạn chế tiêu dùng, tránh lạm dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe và các hệ lụy khác cho xã hội. Theo tờ trình của chính phủ thì một nghiên cứu tin cậy cho thấy khoảng 40.000 ca tử vong tại Việt Nam trong năm 2008 có nguyên nhân trực tiếp từ thuốc lá, không tính các trường hợp hút thuốc thụ động. Và số ca tử vong này có thể lên tới 50.000 người vào năm 2023. Quan điểm của chính phủ là việc điều chỉnh tăng thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những mặt hàng này để giảm tiêu dùng, phòng ngừa việc lạm dụng và gây tác hại đến sức khỏe của người dân. Ngoài ra, việc sử dụng những sản phẩm này còn là căn nguyên của nhiều vấn đề khác của xã hội như mất trật tự an toàn xã hội và tội phạm và tai nạn giao thông. Với quy mô thị trường lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, mì gói đang trở thành miếng bánh hấp dẫn từ các tiểu thương bán lẻ đến các đại gia sản xuất. Và để cạnh tranh thì nhiều doanh nghiệp đã không tiếc tiền vung tay cho quảng cáo và tiếp thị. Báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay khởi đăng loạt bài "Béo bở mì gói" và kỳ 1 với tiêu đề "Hoa mắt với mì". Một nhân viên tiếp thị mì gói tại siêu thị Co-op-mart tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết chị thường xuyên đứng kệ nhưng chưa bao giờ thống kê nổi có bao nhiêu loại mì gói, chỉ biết là bình quân 1 đến 2 tháng lại xuất hiện một nhãn hiệu mì mới trên kệ. Đại diện các siêu thị thì khẳng định mì gói chính là một trong những nhóm hàng có doanh số ổn định và luôn vượt trội nhất trong các ngành hàng, nhất là vào các dịp lễ Tết và luôn xuất hiện nhiều nhất trong các giỏ hàng của các bà nội trợ. Sức hấp dẫn của thị trường mì gói đã kéo theo không ít doanh nghiệp nhảy vào sản xuất. Phụ trách kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất mì gói tiết lộ không quá khó để nhảy vào đầu tư sản xuất mì gói bởi công nghệ đơn giản, máy móc thiết bị không quá đắt tiền, chỉ cần trên dưới 20 tỷ đồng là có ngay một nhà máy sản xuất tương đối. Và một chuyên gia trong ngành thực phẩm thì cho biết quan trọng nhất trong sản phẩm mì gói tùy thuộc rất lớn vào khẩu vị nêm của mỗi gói bột nêm, còn chất lượng bột mì thì dường như là không quan trọng bởi chỉ cần sử dụng bột ở chất lượng vừa phải, không cần cao cấp là đã đáp ứng được khẩu vị của người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, thì Trung tâm Tác quyền quyền tác giả văn học Việt Nam thuộc Hội Nhà văn Việt Nam đã gửi công văn tới Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Xuất bản để xin ý kiến về cách tính bản quyền mà nhà xuất bản giáo dục phải trả cho các tác giả có tác phẩm in trong bộ sách tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12. Bởi lẽ là nếu áp dụng khung nhuận bút tại Điều 13 của Nghị định 18/2014/NĐ-CP, thì trong năm 2014, số tiền bản quyền phải là 23,7 tỷ đồng, tương đương là 1 triệu đô la Mỹ. Đề cập đến vấn đề này thì trên trang 5 Báo Lao động số ra ngày hôm nay có bài viết với tiêu đề "Sách giáo khoa cũng vi phạm tác quyền, choáng với con số 1 triệu đô la Mỹ nếu trả tiền bản quyền". Vấn đề nằm ở quy định về khung nhuận bút tại Điều 13 Nghị định 18/2014/NĐ-CP vào ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ. Như vậy là khung nhuận bút chung là 10% cho lần xuất bản đầu và mỗi lần tái bản thì hưởng thêm 50% mức xuất bản lần đầu. Nghị định quy định là như vậy, nhưng căn cứ vào cách tính này thì số tiền mà nhà xuất bản giáo dục phải trả là cực lớn, thậm chí là một con số không tưởng. Và nếu tính theo cách tính mới thì sẽ tạo ra độ chênh lệch quá lớn giữa hai cách tính. Vào đầu tháng 10 tới đây thì Hội Nhà văn và Nhà xuất bản giáo dục sẽ tiếp tục có những cuộc họp bàn về vấn đề bản quyền và đặc biệt là phương thức tính nhuận bút sau khi đã có hướng dẫn của Cục Xuất bản và Cục Bản quyền. Bước đầu thì Nhà xuất bản giáo dục sẽ cam kết là chi trả bản quyền, nhưng bao nhiêu và như thế nào thì vẫn phải chờ đợi. Tiếp tục chương trình với những thông tin trong nước đáng chú ý. Lương và thưởng luôn là điều quan tâm hàng đầu của người lao động. Và vào hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 tới thì Mercer và Talentnet, công ty tư vấn nhân sự hàng đầu thế giới, sẽ công bố kết quả khảo sát lương tại Việt Nam năm 2014 của gần 500 công ty. Tại đây thì Mercer và Talentnet sẽ cung cấp thông tin về tỷ lệ tăng lương thưởng cho từng cấp bậc ngành nghề cũng như phúc lợi phổ biến trong năm 2014 tại 473 công ty Việt Nam và nước ngoài của hơn 164.970 nhân viên. Báo cáo khảo sát lương của Mercer và Talentnet được xem là nguồn cơ sở dữ liệu lương thưởng lớn nhất và chi tiết nhất tại thị trường Việt Nam. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Mercer thực hiện khảo sát lương và phúc lợi tại Việt Nam. Với kết quả này thì người lao động có thể cân nhắc công việc tại các công ty có điều kiện lương thưởng tốt hơn. Đồng thời, nếu mức lương được công bố cao, người lao động cũng có nhiều hy vọng hơn về mức thưởng cuối năm khi mà năm mới 2015 và Tết thì không còn quá xa. Mặc dù các hãng hàng không đều có quy định là cấm hành khách không được sử dụng điện thoại di động trên máy bay, nhưng trên thực tế thì nhiều hành khách đã không tuân thủ quy định này. Và thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, một hành khách vừa bị cấm bay 4 tháng vì dùng điện thoại di động trên tàu bay và không chấp hành quy định xử phạt 4 triệu đồng. Nữ hành khách bị cấm bay 4 tháng có tên Minh Hà, địa chỉ thường trú tại Thanh Hóa. Trước đó vào ngày 12 tháng 8, hành khách Minh Hà đi chuyến VG8666 của hãng hàng không Vietjet. Dù đã nghe tiếp viên thông báo nhắc nhở tại các thiết bị điện tử, nhưng hành khách trên vẫn sử dụng điện thoại. Sự việc sau đó được báo cáo lên Cảng vụ hàng không miền Bắc và cơ quan này ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ hành khách trên không chấp nhận quyết định xử phạt. Do đó, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam áp dụng hình phạt cấm bay 4 tháng. Theo đại diện Cục Hàng không, đây không phải là lần đầu tiên khách đi máy bay bị xử phạt vì hành vi sử dụng điện thoại, mặc dù họ luôn được tiếp viên nhắc nhở. Còn tình trạng khách lén sử dụng điện thoại thì diễn ra thường xuyên. Theo nhiều nghiên cứu, việc sử dụng các thiết bị điện tử có thể gây nhiễu hệ thống vô tuyến điện tử của máy bay. Các hãng hàng không của Việt Nam quy định, khi tàu bay cất hạ cánh, khách phải tắt nguồn hoàn toàn điện thoại cầm tay. Khi tàu bay ở chế độ bay bằng, khách có thể sử dụng điện thoại nhưng để ở chế độ máy bay. Trước thực trạng nhiều trung tâm thương mại ế ẩm, không có khách, việc ồ ạt chuyển đổi các chợ truyền thống thành siêu thị và trung tâm thương mại trong thời gian qua thì không đạt hiệu quả như mong muốn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ dừng mô hình xây dựng trung tâm thương mại trên địa bàn thủ đô. Hiện việc dừng chuyển đổi chợ cóc thành trung tâm thương mại đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố thì hiện trên địa bàn có 5 chợ kết hợp với trung tâm thương mại đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, có 2 chợ xây dựng thành trung tâm thương mại khác chuẩn bị hoạt động và 3 chợ dự định xây thành trung tâm thương mại. Tuy nhiên, phần lớn trung tâm thương mại chuyển đổi theo mô hình này không thu hút được tiểu thương và người dân, nhiều sạp hàng đã phải đóng cửa do ế khách. Thói quen đi chợ dân sinh cùng với mức giá cả hợp lý, nên chợ cóc vẫn còn hoạt động mạnh và thu hút khách hàng. Trước mắt, theo quy hoạch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Hà Nội sẽ có khoảng 1.000 siêu thị lớn nhỏ các loại, phù hợp với dân số thủ đô khoảng 10 triệu người, nên việc chuyển đổi chợ cóc thành trung tâm thương mại là không cần thiết.
Mặc dù thông tin Nguyễn Thị Loan sẽ là đại diện của Việt Nam đi thi cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 đã được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi Miss World vào ngày 24 tháng 9 vừa qua, nhưng cho đến thời điểm này thì cô vẫn chưa được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp giấy phép dự thi. Và đây rất có thể là sẽ là một trường hợp người đẹp dự thi sắc đẹp chui khác. Ngày 24 tháng 9, trang web của Tổ chức Hoa hậu Thế giới Miss World đã đăng tải hình và thông tin chính thức của Nguyễn Thị Loan, đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2014. Trước đó, ngày 10 tháng 9, chuyên trang sắc đẹp Missology đã đăng tải hình ảnh người đẹp Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định Nguyễn Thị Loan vẫn chưa được đơn vị này cấp giấy phép để đi dự thi. Đại diện cơ quan duy nhất được quyền cấp phép cũng cho biết chưa nhận được hồ sơ đề cử từ phía đơn vị Elite Việt Nam. Ngay cả sau khi nhận được hồ sơ, Cục phải xem xét thí sinh có đủ điều kiện đi thi hay không rồi mới quyết định cấp phép. Vì vậy, dù trang Miss World có đăng tải hình ảnh của Nguyễn Thị Loan và người đẹp vẫn tham dự mà chưa có cấp phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì cũng đồng nghĩa với việc hoa hậu này tham dự thi chui. Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990, cao 1m76, nặng 58kg với số đo 3 vòng 90-63-93. Cô từng là ứng viên sáng giá cho ngôi Hoa hậu Việt Nam 2010, tuy nhiên người đẹp đã tụt mất vinh quang vì lỗi nói ngọng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết và chỉ giành giải phụ Hoa hậu biển. Tỉnh Quảng Ninh mới đây đã đồng ý cho phép tập đoàn Sun Group lập đề án xây dựng công viên đại dương, trong đó có hệ thống cáp treo ở ven Vịnh Hạ Long nhằm phục vụ nhu cầu ngắm cảnh từ trên cao của du khách, và nhiều người đã lo ngại rằng dự án cáp treo này sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan của di sản thiên nhiên thế giới. Trao đổi với VTC 14, bà Phạm Thúy Dương, trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long phủ nhận cáp treo sẽ đi xuyên vịnh và khẳng định cáp treo chỉ đi ven bờ vịnh. Cụ thể, nó sẽ đi từ bến phà Bãi Cháy cũ, kéo ngang song song cầu Bãi Cháy đến đỉnh Ba Đèo, do vậy không ảnh hưởng đến di sản. Bà Dương cũng nhấn mạnh dự án này mới chỉ là đang trình để xem xét, chưa phải chính thức. Trong đề án của mình, tập đoàn Sun Group dự định thiết kế cột tháp của cáp treo phía đầu Bãi Cháy cao 188,8 m và chiều cao cột tháp trên đồi Ba Đèo là hơn 133 m. Cabin 2 tầng của cáp treo có sức chứa khoảng 230 khách, tương đương với một máy bay chở khách. Hệ thống cáp treo này nằm trong tổ hợp dự án lớn do tập đoàn Sun Group đầu tư trị giá 6.000 tỷ. Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong năm 2015, tuyến cáp treo này sẽ hoàn thiện. Bên cạnh đó, một quần thể công viên trên đỉnh núi Ba Đèo sẽ được xây dựng bao gồm các khu vui chơi, giải trí, bên dưới chân bờ vịnh là thủy cung. Dự án này đang được kỳ vọng là một sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh. Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, đó là một câu hát trong bài Mùa xuân bên cửa sổ của nhạc sĩ Xuân Hồng. Và anh Lưu Phước này, anh có nghĩ là trong một xã hội đang phát triển gấp gáp như hiện nay thì câu hát đấy có vẻ như là lại càng đúng khi mà chúng ta dường như ai cũng hối hả trong cuộc sống chạy đua như thế này mà quên mất đi rằng là cái giá trị tinh thần cũng giúp một phần cho chúng ta trong cuộc sống này ạ? Vâng, giá trị tinh thần thì không chỉ do từ những cái cơ sở hay là hạ tầng do chính cá nhân chúng ta tạo ra ở gia đình, ở cơ quan, mà có những cái giá trị mà những cái công trình công cộng mang lại cho người dân ở cái nơi họ sinh sống. Ví dụ như là tại các đô thị chúng ta thấy là những cái công trình công cộng như là công viên, tượng đài hay là những cái trưng bày nghệ thuật ở đường phố chẳng hạn, là những công trình nghệ thuật và mang lại cái giá trị thẩm mỹ rất là cao, và nhiều người thậm chí còn ví đây là cái chiếu nghỉ tinh thần cho người dân trong cái nhịp sống hối hả tại các đô thị hiện nay. Tuy nhiên có một thực tế là ở hầu hết các thành phố, nếu chúng ta quan sát thì để ý là những cái công trình như thế này rất là ít, mà nếu không muốn nói rằng nó đã có, nếu những công trình đã có thậm chí còn được suy giảm đi về số lượng để dành đất cho những cái mục đích phát triển khác. Tôi cũng đồng ý với quan điểm đấy của anh, và trong quá trình phát triển của bất cứ đô thị nào thì cũng cần dành những khoản lặng để cho người dân có những cái chiếu nghỉ tinh thần xứng đáng, xứng tầm hay là vừa thời gian. Nhưng thực tế cho thấy thì là những cái mô hình này đang theo chiều hướng suy giảm, và có lẽ là đến lúc thì nếu không muốn nói là quá muộn để các cơ quan liên quan và chính quyền cần nhìn nhận lại tầm quan trọng của những không gian cũng như là những công trình này. Bên cạnh dòng chảy không ngớt của xe cộ, một khoảnh khắc bình yên như thế này quả là quý giá. Hồ Gươm, một trong những không gian yêu thích không chỉ của người Việt Nam mà còn của du khách nước ngoài. Nhưng vào một ngày bình thường, có vẻ như không có gì đáng kể để người ta lưu chân lại. Xung quanh hồ, một số bức tượng điêu khắc lớn, vốn dĩ rất quen thuộc, được đặt từ nhiều năm nay. Tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Cẩm Tử cho Tổ quốc quyết sinh. Những công trình nghệ thuật ngoài trời là người ta được làm hướng đến các mục tiêu chính trị,
ví dụ như kỷ niệm các anh hùng lịch sử, các danh nhân, rồi là các bà mẹ anh hùng v.v. mà thiếu những cái công trình nghệ thuật mà mang tính chất tinh thần thuần túy, thì cái xu hướng này là nó rất là ngược với lại các cái đô thị ở trên thế giới, người ta chú ý đến cái tính nhân văn chung của con người. Hà Nội đã cán mốc 7 triệu dân theo thống kê năm 2012 với mật độ dân số đạt trên 30.000 người trên 1 km vuông. Còn số này sẽ tăng lên khoảng 7,6 triệu dân vào năm 2015. Việc cung cấp dịch vụ công cộng như giao thông, giáo dục, giải trí đang trở nên căng thẳng. Thành phố đông dân thì ngoài giải quyết vấn đề mưu sinh, ăn ở, chợ búa vân vân thì còn phải giải quyết vấn đề tinh thần, và nếu như không giải quyết vấn đề tinh thần ấy thì cái đô thị đã trở nên một cái sức ép. Một trong những cái điều bắt buộc của đô thị là phải có những không gian trung chuyển, không gian chuyển tiếp và cái không gian thẩm mỹ. Người ta cần có thứ bảy chủ nhật ra vườn hoa, người ta phải đi qua những cái phố đẹp, người ta được giải tỏa tất cả những vấn đề tinh thần, thì nghệ thuật nó không tác động trực tiếp, nó không làm cho ai no cả, nhưng mà nó giải tỏa được tất cả những cái điều ấy. Con đường gốm sứ được xây dựng để chào đón 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Công trình này được cho rằng đã giải quyết được nhiều vấn đề về thẩm mỹ, môi trường cũng như tinh thần trên 3,85 km con đường ven sông Hồng. Dù đánh giá thế nào thì có lẽ đây cũng là một trong số rất ít những công trình nghệ thuật có tính công cộng cao nhất ở thủ đô hiện nay. Nếu mà nói là về nghệ thuật công cộng là những công trình mang tính trang trí như tranh hoành tráng hay những tượng mang đài phun nước mang tính trang trí thì đúng là Hà Nội còn rất thiếu. Đài phun nước gắn gốm bông sen vàng đang trong quá trình thực hiện để kịp chào mừng 60 năm ngày giải phóng thủ đô. Sinh ra vẫn với thân phận một công trình kỷ niệm, song đài phun nước này ít nhiều sẽ được trang trí mang tính giải trí nhiều hơn. Từng viên gốm nhỏ xíu này được những người thợ tỉa một cách tỉ mỉ, đều tăm tắp và gắn thành hình họa tiết. Từ đây, những chiếc ghế đá đầy họa tiết rực rỡ sẽ hình thành bao quanh đài phun nước. Và sau khi hoàn thiện, đài phun nước hoa sen sẽ có hình dáng như thế này. Khi bạn đến thăm một thành phố mà bạn sẽ không nhìn thấy những công trình nghệ thuật công cộng thì bạn sẽ cảm giác là buồn tẻ. Chính những cái công trình nghệ thuật công cộng đấy nó như là làm phong phú thêm cái đời sống tinh thần của thành phố đấy. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, một cuộc thi thiết kế không gian đô thị theo ý tưởng sáng tạo của cá nhân được tổ chức với nhiều tác phẩm của các bạn trẻ rất độc đáo. Những ý tưởng này được ví như một chiếc van làm giảm áp lực cuộc sống căng thẳng trong bối cảnh đông đúc của đô thị đang phát triển. Hà Nội phải chăng cũng đang cần những ý tưởng như thế? Nhưng cũng quan trọng là Hà Nội cần hiện thực hóa những ý tưởng như vậy ra sao để đáp ứng đời sống tinh thần vẫn đang ngày một hối hả hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, cho con vào trường chuyên lớp chọn thực chất không chỉ là mong muốn được học tập trong một môi trường cạnh tranh mà còn là một cuộc chạy đua của nhiều bậc phụ huynh. Khám phá những ưu điểm nổi trội không giống bất kỳ một dòng sản phẩm nào của sản phẩm mới nhất mang tên BlackBerry Passport mà nhà sản xuất dâu đen vừa trình bày. Những giọng ca làm say đắm lòng người của các nhân vật hoạt hình đã khiến các bộ phim này không chỉ là loại hình giải trí chỉ dành riêng cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, chuyện chạy đua đưa con vào trường chuyên lớp chọn đã không phải là một vấn đề mới, nhưng năm nào và bất kỳ một năm học mới nào thì cũng vẫn luôn là một vấn đề nóng và người ta vẫn luôn hô hào rằng là không nên quá đặt nặng bệnh thành tích và nên để cho trẻ em có một tuổi thơ thực sự khi đến trường. Tuy nhiên thì không phải ai và không phải gia đình nào cũng có thể làm được điều này. Bằng chứng là mùa tuyển sinh nào thì chúng ta cũng thấy rằng các bố, ông bố, bà mẹ chật vật, thậm chí là phải chi rất nhiều tiền để con mình có được một vị trí, có được một chỗ ngồi ở trong các trường chuyên, các lớp chọn. Và chúng ta không phủ nhận rằng là kiến thức đóng một vai trò quan trọng trong để hình thành kỹ năng cũng như là tương lai cho mỗi một cá nhân. Nhưng liệu có phải là cứ phải vào trường chuyên lớp chọn thì các em mới có một tương lai tốt hay không? Hay là bản thân các em thì có thích vào những cái môi trường học tập nhiều áp lực như vậy hay không? Hay đây chỉ đơn giản
là cái mong muốn với cái nhu cầu của các bậc phụ huynh. Và trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này với nhân vật khách mời là nhà văn Phong Điệp. Nhà văn Phong Điệp xin được giới thiệu là tác giả của cuốn sách Chúng Mình Làm Bạn Con Nhé, viết dưới góc độ của một bà mẹ và lấy cảm hứng từ hai đứa con đang theo học tiểu học với rất nhiều những tâm tư của các ông bố bà mẹ khi mà có con đang đi học. Vâng, trước hết là xin được cảm ơn chị Phong Điệp đã tham gia chương trình buổi sáng ngày hôm nay của kênh VTC14. Đầu tiên thì chị có thể giới thiệu một chút về hai đứa con của chị được không ạ? Vâng, tôi có hai cháu gái, một cháu thì năm nay học lớp 4 và một cháu học lớp 3. Cụ thể thì các cháu học trong trường lớp như thế nào? Cháu học ở trường Tây Sơn, ở chỗ cuối đường Lê Đại Hành. Có phải lớp chọn hay trường chuyên gì không? Cháu lớp 4 thì học lớp thường, còn cháu lớp 3 của tôi thì học lớp chuyên Anh. Thực ra thì cháu lớn của tôi thì đã từng học lớp mà ở nhà trường gọi là lớp nâng cao. Và sau này thì cháu không học nữa. Thì mỗi năm thì nhà trường thường tổ chức những cái cuộc thi để chọn học sinh cho những cái lớp nâng cao đó. Thì tôi luôn hỏi cháu là cháu có muốn thi hay không. Nếu mà cháu muốn thi thì tôi sẽ để cho cháu thi và cháu đỗ thì cháu học. Thế khi cháu lớp 4 thì đã từng học lớp nâng cao. Và khi tôi đặt vấn đề này ra trong cái năm học mới thì cháu bảo là có khi là thôi con không học nữa. Nên chính vì thế là cháu đã từng học và bây giờ thì cháu không học nữa. Vâng, ở cá nhân chị thì có con học ở cả cái hệ lớp bình thường như các cháu khác, cũng có con học ở trong cái lớp nâng cao. Thậm chí trước đó thì cả hai cháu cùng học trong cái môi trường như vậy. Thì chị có vất vả lắm hay không khi mà phải cho con vào những cái lớp học như vậy ạ? Cá nhân tôi thì không vất vả gì, bởi vì là khi mà nhà trường tổ chức thi thì cháu cứ thi thôi. Nhưng mà tôi biết là có rất là nhiều cháu ở trong lớp đã phải theo những cái cua gọi là cua luyện thi, học rất là vất vả để với cái mục tiêu là phải vào những cái lớp chọn, lớp chuyên đấy bằng được. Còn tôi xác định cái việc này nó rất là thoải mái, là nếu mà con đỗ thì con học, nếu mà con không đỗ thì con học lớp bình thường cũng rất là tốt. Trong nhà thì có cả hai cháu, một cháu học lớp chuyên, một cháu học lớp thường. Thì chị so sánh như thế nào, quan sát so sánh như thế nào về cái việc học của hai cháu? Cháu nào thì vất vả hơn ạ? Đúng là cháu mà học lớp chuyên thì vất vả hơn, bởi vì là cháu ví dụ như lớp chuyên Anh thì bình thường một tuần thì cháu chỉ có hai môn tiếng Anh hay hai tiết tiếng Anh thôi, nhưng bởi vì là học lớp chuyên nên là cháu thêm hai tiết nữa, tức là cái thời gian học của cháu bị tăng thêm môn và thời gian nó cũng nhiều hơn. Có bao giờ cháu về nhà kêu với mẹ rằng con quá mệt mỏi? Tất nhiên là các trẻ con thì sẽ khó nói những cái câu như vậy, nhưng đại ý rằng là nó tỏ ra rằng nó rất mệt mỏi với việc là phải gồng sức lên để học một cái lớp mà các bạn nào cũng phải cố gắng như vậy không? Rất là may là đến cái thời điểm này thì cháu vẫn cảm thấy là thích nghi được. Tôi nghĩ là có cái trường hợp đấy xảy ra, nếu mà khi mà các cháu ngồi ở trong lớp chuyên mà nó không gọi là không vừa với sức thì sẽ dẫn đến cái trường hợp là cháu cảm thấy bị áp lực, bị mệt mỏi. Áp lực nó có thể rất là nhiều phía, có thể là chính bởi vì các bạn trong lớp học giỏi hơn mình, nó cũng là một áp lực. Và áp lực từ có khi là từ chính bố mẹ, là bố mẹ hỏi là con học xếp thứ mấy của lớp chẳng hạn, thì tự nhiên là tạo thành những cái áp lực đó. Nhưng mà tôi luôn cố gắng là để con thoải mái nhất, con học, con thấy vui khi mỗi ngày đến lớp, thế là được rồi. Còn phản hồi từ các bậc phụ huynh và các bạn khác của con chị thì như thế nào? Chúng tôi chỉ có cơ hội gặp nhau vào những cái cuộc họp phụ huynh, thì là vâng, cái cơ hội mà gặp đông đủ nhất các bậc phụ huynh. Thì cũng có bậc phụ huynh thường hỏi tôi là con chị học thêm ở đâu. Thì họ rất ngạc nhiên khi tôi nói là cháu ngoài cái việc học ở trường thì tôi không cho cháu học thêm cái gì cả. Thế thì các bậc phụ huynh mặc dù là con đã học lớp chuyên rồi, và hình như là họ một số người vẫn quan niệm rằng là nếu mà học ở lớp chuyên để học được ấy, thì là vẫn phải học thêm bên ngoài nữa thì mới có đủ cái lực để mà ngồi ở trong cái lớp chuyên đấy, không bị ao ra ngoài. Vâng, thực tế, đây là một thực tế là rất nhiều các bậc phụ huynh, tôi vừa nói là tốn kém cả công sức, thậm chí là tiền của để đưa con mình vào học được những cái môi trường giáo dục tốt. Chúng ta cũng ghi nhận và chúng ta không có phê phán gì những cái mong muốn rất là chính đáng này của các bậc phụ huynh cả. Bố mẹ nào thì cũng lo cho con thôi. Tuy nhiên thì cá nhân chị nhé, chị có một con học ở lớp chuyên, ở lớp chọn và một con học ở lớp thường, thì liệu có thiên vị không? Có thiên vị không và có thiệt thòi cho cái cháu bé mà được học ở lớp thường không ạ? Thực ra cái cháu mà học lớp thường thì đã từng học ở lớp chọn, lớp nâng cao rồi. Thì cái cơ hội tôi mở ra cho các con là như nhau. Và cái việc mà lựa chọn thì các con có quyền lựa chọn. Thế thậm chí mà cái cháu mà học lớp tiếng Anh bây giờ, mà đến năm sau mà cháu đề đạt nguyện vọng là thôi con thích học lớp thường, thì tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cháu thôi. Vâng, tôi được biết là chị ngày xưa là xuất thân là trường học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định đúng không ạ? Những cái điều được thì chắc chắn là chúng ta đều biết rồi, là học sinh học ở những cái trường chuyên lớp chọn thì sẽ có cái kiến thức nền khá là tốt ở cái môn chuyên môn chọn đấy. Nhưng mà cá nhân chị nhé, sau khi ra đời thì chị có thấy chị thiệt thòi gì so với các bạn không? Có thể nói là tôi là sản phẩm của trường chuyên lớp chọn.
Tôi bắt đầu học chuyên từ năm lớp 4. Và từ lớp 4 đến lớp 12 là tôi học chuyên và đã 5 lần tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thế thì tôi thấy thế này ạ, về cái môn mà tôi được học, cụ thể là tôi học chuyên văn, thì thực sự là tôi được rất nhiều thứ về, bạn nói là được rất nhiều thứ chúng ta không bàn nữa. Nhưng mà có một cái mà tôi cảm thấy thiệt thòi hơn, tức là tôi cảm thấy mình là như cái con gà công nghiệp ý. Tức là khi mà ra ngoài xã hội thì mọi cái thứ hiểu biết xã hội nó lơ ngơ, và thậm chí những cái kiến thức về về những cái môn khác nó cũng ở cái mức, ở cái mức mà tôi nghĩ là cần phải nạp nhiều hơn. Bởi vì ra ngoài cuộc sống, ứng xử cuộc sống, hiểu biết xã hội ngoài cuộc sống, nó không chỉ có văn học mà thôi. Thế thì đó là cái tôi cảm thấy là mình, cái sự thiếu hụt của mình, và tự mình phải học hỏi, tự mình phải cân bằng lại trở lại mình. Nếu không mình muốn mình là những cái con gà công nghiệp lơ ngơ ngoài xã hội hiện nay. Vâng, cá nhân chị là chị cảm thấy mình thiệt thòi so với các bạn. Thì nếu mà được làm lại, tất nhiên là cái điều này rất là khó. Nếu được làm lại thì chị sẽ chọn học vào lớp bình thường như tất cả các bạn khác, hay là vào một lớp chuyên với cái áp lực học rất là lớn như vậy? Đó cũng là một câu hỏi khó. Bởi vì là thực ra tôi có học lớp chuyên thì bây giờ những cái kiến thức văn học nó mới giúp tôi, và hiện nay tôi là một người viết văn. Thì đấy là cái điều giúp cho tôi. Nhưng mà tôi cũng đã từng đặt cái câu hỏi là nếu mà tôi không học văn thì hiện liệu tôi có trở thành nhà văn nữa hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc học nó là cái nền tảng, nhưng mà để ra ngoài xã hội, để mà trở thành một ai đó trong xã hội, thành kỹ sư, thành bác sĩ hay thành cái gì nữa thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Tôi biết là ở Việt Nam thì hình như chúng ta không chú trọng lắm, nhưng mà hiện nay thì cái xu hướng là đi du học nước ngoài rất là nhiều. Thì trong cái hồ sơ bắt buộc của cái việc du học đấy thì không chỉ là cái bảng điểm ở trên lớp, không chỉ là cái môn chuyên ngành mà anh đang theo đuổi, mà còn đòi hỏi những cái hoạt động xã hội khác nữa. Thế thì cái tôi chỉ ước là nếu như là mình được tham gia nhiều cái hoạt động xã hội khác, mở rộng nhiều cái hiểu biết về những cái lĩnh vực khác nữa, thì chắc có lẽ là cái khi mình ra đời thì nó sẽ tránh bớt những cái có những lúc thực sự là ngớ ngẩn, có những cái lúc mà gặp những cái khó khăn, mà nếu mà mình được trang bị những cái kiến thức như thế thì mình sẽ không bị khó khăn, rơi vào cái tình huống khó xử như thế. Vâng, như vậy là bằng cái kinh nghiệm từ bản thân chị rút ra, mình đã trải qua, chị vừa nói là mình là một con sản phẩm của một con của lớp chuyên, và là ví tự ví mình là một con gà công nghiệp. Vâng, có lẽ là chính bởi vì cái kinh nghiệm cá nhân của chị như vậy nên là chị đã quyết định là không ép con mình vào các lớp chuyên, lớp chọn, đúng không ạ? Và do sự quyết định của con mình thôi. Cháu thích học lớp nào thì mình tôn trọng cái sở thích của cháu là như vậy. Nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà quan sát ở các lớp chuyên, lớp chọn thì bình thường chúng ta thấy rằng cái quy mô lớp học ở cái cấp, nhất là cấp tiểu học ấy, thì là hình như là chỉ khoảng 25 đến 35 cháu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà để các lớp chuyên, lớp chọn thì nhiều khi nhà trường đã phải tiếp nhận đến thậm chí đến 50 cháu vào một lớp như thế. Học trong cái môi trường nhiều áp lực rồi, là thầy cô không đủ điều kiện để quan tâm hết đến các học sinh với cái số lượng lớn như vậy. Nhưng theo chị, tại sao thì các ông bố bà mẹ lại quyết tâm bằng được để đưa con mình vào đấy? Đúng là tôi có theo dõi những cái kỳ thi mà vào cái lớp chọn của các cháu thì không khác gì là thi đại học. Tức là cái tỷ lệ chọn nó cũng rất là cao để mà ngồi vào ở trong cái lớp đấy, thì là phải rất là khó khăn, là luôn là ví dụ như ở trong phòng bao nhiêu cháu thi là chỉ được 1-2 cháu thôi. Và thường cái lớp, ví dụ như lớp của con tôi hiện giờ là đến 60 cháu. Thì tôi nghĩ là về phía góc độ phụ huynh, tôi cũng là phụ huynh, thì tôi nghĩ rằng là phụ huynh có cái nhu cầu chính đáng để con mình được vào cái lớp chọn. Bởi vì là chúng ta nghĩ một cách rất là đơn giản là lớp chọn là những cái lớp mà chọn ra những cái em ưu tú nhất, và chắc chắn là những cô giáo giỏi, những thầy cô giáo giỏi sẽ được giao cho để dạy những cái lớp như đó. Thế thì tức là cái điều kiện học hành của các cháu là tốt rồi, và phụ huynh thì đương nhiên là muốn con mình được vào những cái lớp đó. Nhưng mà nói như thế cũng không có nghĩa rằng những cái lớp bình thường thì sẽ không có những học sinh giỏi. Bởi vì đã từng có những cái, ở trường của con tôi đã từng có những cái cuộc thi của thành phố, thì những học sinh được giải có đôi khi không phải là học sinh của những cái lớp chọn đó, mà là học sinh ở lớp bên ngoài. Nghĩa là tôi nghĩ đơn giản là thực ra nếu mà con học giỏi thì ở môi trường nào con cũng có cái điều kiện để mà phát huy cái khả năng của mình. Nên là thực ra cũng kể cả với những cái phụ huynh mà con không thi vào hoặc không thi được vào thì cũng không có nghĩa là cái con đường phía trước đã dừng lại. Tất cả mọi thứ mới chỉ bắt đầu, và con cứ việc học, có khả năng thì luôn luôn được ghi nhận.
Vâng, chị vừa nói là chúng ta không, cái mong muốn của các bậc phụ huynh là rất chính đáng và chúng ta không có phê phán gì cái điều đấy cả. Tuy nhiên thì chúng ta có nhất thiết là phải ép các cháu chịu một cái áp lực học tập quá lớn như vậy không ạ? Nhất là khi ngày nào về nhà bố mẹ cũng hỏi rằng hôm nay được bao nhiêu điểm, con đứng thứ mấy của lớp rồi, các bạn như học như thế nào. Chúng ta đi làm rồi, chúng ta cũng bị áp lực rất nhiều bởi công việc, người lớn mà đôi khi còn stress, không gì là con trẻ. Đúng, và cái ý bạn nói rất là hay, tức là cái việc mà ép, thực ra là chúng ta đã lắng nghe trẻ một cách thật sự hay chưa? Thì cái điều đấy là tôi luôn đặt ra, bởi vì là tôi luôn để cái tuổi thơ của mình để so sánh với cái tuổi thơ hiện giờ của con. Ngày xưa tôi học nhàn lắm, tôi học một buổi trên lớp còn buổi về nhà, thậm chí tôi còn toàn ngủ trốn ngủ trưa để đi chơi và làm luôn luôn cố gắng là làm bài thật nhanh để mà đi chơi. Thế thì nhưng bây giờ thì sao? Các cháu học tối ngày và lúc nào tôi cũng cảm giác là các cháu thèm ngủ và thèm chơi. Bởi vì là ví dụ như là cấp 1 thì học bán trú từ sáng đến chiều, chưa kể những cháu là đã học cả ngày trên trường, sau đấy thì còn đi học thêm. Và cấp 2 cũng thế, mặc dù là học nửa ngày thì các cháu vẫn đi học thêm rất là nhiều những lớp khác nhau. Thì rõ ràng là cái thời gian cho cái việc học quá nhiều, trong khi thời gian để sống thực sự trong cái tuổi thơ của mình, để hình thành cái ký ức sau này khi mà lớn hay lên, cái ký ức tuổi thơ với các cháu là rất quan trọng. Thì hiện giờ các cháu dường như là những cái cỗ máy chỉ có học. Bố mẹ cũng bảo học, con phụ đến lớp, cô giáo cũng bảo các con phải học. Thì cái việc học là đúng, nhưng mà nên có cái sự cân bằng giữa học và chơi. Ngày xưa Bác Hồ đã từng nói là trẻ em như bút trên cành, biết ăn học, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan ấy. Thì tức là nó phải cân đối là học hành, chơi bời, nghỉ ngơi. Thế thì bây giờ thì chúng ta mới hình như là cái toàn bộ cái thời gian là các con phải học, lúc nào phụ huynh sẽ yên tâm hơn nếu mà con mình cứ về nhà là dở sách ra ngồi chăm chú làm bài. Nhưng mà tôi nghĩ điều đấy chưa hẳn là tốt, bởi vì học nó chỉ là một phần trong cái cuộc sống của con người ta sau này. Vâng, chị vừa nói một thông tin làm tôi cũng hơi giật mình. Tôi vừa nghĩ đến việc là sau này chúng ta sẽ có một tương lai, một thế hệ tương lai rằng là nếu mà nhắc đến tuổi thơ thì không hề có bất kỳ một hoạt động nào của tuổi thơ mà như tôi hoặc là như các chị hoặc là rất nhiều người khác chúng ta đã có được, mà sẽ chỉ có là trong lớp, đi học, đến trường, đeo cặp, ngồi thư viện chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ tương lai là như vậy. Thật sự là rất là đáng giật mình. Đành rằng là việc học là sẽ tốt cho các cháu, nhưng mà nhiều bậc phụ huynh sẽ có cái tư tưởng rằng là thà để nó vất vả, thà để nó chịu áp lực một tí còn hơn là để nó bị chìm trong cái xã hội này. Quan điểm của chị là như thế nào? Thực ra chính ra quan điểm cá nhân của tôi thì là nếu mà để không chìm thì nghĩa là anh phải biết bơi. Biết bơi thì là anh phải, nó không phải là chỉ là cái học nó là cái kiến thức xã hội, nhưng mà để mà đứng vững ở trong cuộc sống, thì bươn trải ở trong cuộc sống thì đòi hỏi rất là nhiều cái kiến thức khác nữa. Nên chính vì thế là đến hiện nay thì con tôi học lớp 4 và tôi luôn luôn tôi vẫn giữ được, đến cái thời điểm này tôi vẫn giữ được cái quan điểm là không học thêm, con không học thêm. Con về nhà, con hoàn thành bài trên lớp của cô. Và có thể trong cái quá trình mà theo dõi cái việc mà con học, tôi cảm thấy là cháu còn bị yếu ở cái điểm nào đấy thì tôi sẽ hỗ trợ thêm cháu ở cái phần đấy. Còn lại là dành thời gian để cháu chơi, để cháu ra ngoài xã hội, để đi xem phim, để thật là thoải mái, kết bạn, rồi để cháu có một cái tuổi thơ với cái nghĩa thật sự của nó. Vâng. Nhiều các bậc phụ huynh thì khi mà nhắc đến con học ở đâu, được điểm mấy, thành tích như thế nào thì đặc biệt tự hào khi con tôi đang học ở lớp chuyên lớp chọn. Thì phải chăng là việc cho con vào trường chuyên lớp chọn theo chị bao nhiêu phần trăm là nó xuất phát từ cái mong muốn cá nhân vì ông bố bà mẹ? Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến cái hình ảnh mà cách đây hình như 2 năm cái cổng trường thực nghiệm đã bị xô đổ bởi rất nhiều phụ huynh. Tôi đoán chắc rằng là đó là cái khao khát của bố mẹ. Chứ còn nói thật với các cháu ở cái lứa tuổi mà từ 6 tuổi đến 10 tuổi thì cái khái niệm trường chuyên lớp chọn với các cháu nó thực sự là nó cũng rất là mơ hồ thôi. Thì vào một cái lớp mà phải thi được lớp chọn, những cái bạn học giỏi một cái cách sơ đẳng nhất, đơn giản nhất. Nhưng mà cái khát vọng, tôi nghĩ là đấy là cái khát vọng của những ông bố bà mẹ. Bởi vì bây giờ thì các ông bố bà mẹ cũng không có nhiều con, chỉ có một hoặc là hai cháu thôi. Thì có nghĩa rằng đấy là cái tương lai của họ. Và cái tương lai thì nó phải sáng lạ, là con phải học giỏi, ra đời nó phải là những cái người thành công. Nhưng mà thành công trong cuộc sống không có nghĩa là cứ phải học trường chuyên lớp chọn. Vâng, và tôi nghĩ rằng không nhiều ông bố bà mẹ hỏi con mình trước, nhất là trước một năm học mới, rằng con muốn học ở đâu. Mà họ tự sắp đặt rằng con mình sẽ học trường này trường kia. Thậm chí con còn rất là nhỏ, từ 2-3 tuổi bố mẹ đã nghĩ đến việc là sẽ phải cho nó vào học cái trường này rồi. Chị nghĩ thế không? Ngay cả với việc trường chuyên lớp chọn như thế này. Đúng thế.
Tức là tôi có những người bạn đồng nghiệp mà bây giờ cháu mới học mẫu giáo thì đã bắt đầu hoạch định là cấp 1 sẽ phải học cái này, cấp 2 học cái này, cấp 3 học cái này. Thế thì cái hoạch định cho tương lai thì đấy là cái việc nhìn xa trông rộng. Họ, những cái người lớn họ đã từng vấp váp rồi, họ muốn là trải ra một cái con đường mà thuận lợi nhất cho con mình. Nhưng mà thực sự trẻ con có mong đợi cái điều đấy hay không, và thực sự nó có phải là cái phương án tối ưu cho trẻ hay không, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên bớt áp lực cho con. Bởi vì là chỉ trẻ con, tôi quan điểm rằng chỉ phát triển một cách toàn diện nhất khi mà cái điều kiện cho cháu vừa học hành, vừa nghỉ ngơi hợp lý, vừa có cái thời gian để đọc sách, để tư duy, để tưởng tượng. Trẻ con có cái rất là nhiều nhu cầu. Thế còn cái việc học mà lúc nào tôi cam chắc là khi mà chúng ta bảo các cháu học bài thì cháu bảo là ôi mệt quá, ở trường đã học rồi tại sao về nhà phải học, thì chắc chắn là trẻ con nó có cái nhu cầu muốn chơi, thì đó là một cái nhu cầu thực tế. Và hãy cân đối cái nhu cầu của trẻ là giữa cái việc học, việc chơi một cách hợp lý nhất. Vâng, cảm ơn những cái trao đổi và chia sẻ từ rất là kinh nghiệm cá nhân, rất là thiết thực của chị dành cho các bậc phụ huynh. Cảm ơn chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hãy lắng nghe và hãy tôn trọng những cái ý kiến của trẻ, và hãy cho trẻ có một tuổi thơ thực sự. Bởi vì là việc thành công trong xã hội này thì không chỉ phụ thuộc một cách duy nhất vào những kiến thức mà chúng ta có được trong nhà trường. Thông điệp rất là ngắn gọn như vậy thôi, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn qua chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Còn tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về một số sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày. Từ hôm nay đến ngày 3 tháng 10, tại Hà Nội sẽ diễn ra Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ nhất do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức. Đây là dịp khán giả Hà Nội được thưởng thức 9 đêm biểu diễn miễn phí của 9 đơn vị nghệ thuật tham gia, bao gồm Những Người Con Hà Nội, Bản Danh Sách Điệp Viên, Đường Đua Trong Bóng Tối, Thanh Gươm Đô Đốc, Hà Nội Gió Mùa, Đạo Học, Nhà Có Ba Chị Em Gái, Cánh Chim Trắng Trong Đêm và Lời Nói Dối Cuối Cùng. Từ hôm nay đến ngày 2 tháng 10, tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, diễn ra Hội sách Hà Nội năm 2014. Bên cạnh phần trưng bày, Hội sách Hà Nội sẽ có 17 phiên hội thảo, tọa đàm, giao lưu. Chương trình là ngày hội lớn của những người yêu sách, là dịp tôn vinh văn hóa đọc và cũng sẽ là môi trường để tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa truyền thông có điều kiện khẳng định và quảng bá thương hiệu, giao lưu, gặp gỡ, ký kết hợp đồng, tiếp cận các nhu cầu văn hóa đọc đa dạng và không ngừng phát triển của đông đảo bạn đọc. Từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xử lý hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ đối với người phát tán tờ rơi gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị tại các giao lộ, vòng xoay. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra xử lý biển hiệu của các tổ chức, cơ sở kinh doanh có nội dung quảng cáo logo của doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm đang kinh doanh, biển hiệu có nội dung chữ nước ngoài không đúng quy định, biển vượt chiều cao theo quy định. Ngày hôm nay, lễ vinh danh và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2013 sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội. Giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đạt thành tích xuất sắc, xứng đáng là những đơn vị tiêu biểu. Giải thưởng có ý nghĩa thiết thực là động lực thúc đẩy doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu. Theo dự kiến, vào 17 giờ hôm nay, tàu sửa chữa của đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG sẽ đến vị trí cáp bị đứt tại vùng biển Hồng Kông. Dự kiến sẽ hàn xong cáp ngay từ ngày 30 tháng 9. Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, người dùng dịch vụ Internet quốc tế tại Việt Nam sẽ không còn phải đối mặt với cảnh nghẽn mạng do đứt cáp AAG. Ngày hôm nay, Samsung sẽ bán ra chiếc Flip mới nhất là Galaxy Note 4 tại Hàn Quốc, sớm hơn so với dự kiến để đáp trả lại doanh số kỷ lục của iPhone mới. Sau đó, vào cuối tháng 10, hãng sẽ mở rộng việc bán Note 4 ra thị trường 140 quốc gia khác. Samsung cũng đã lên kế hoạch cho việc bán ra 30 triệu chiếc Galaxy Note 4 trong 30 ngày đầu tiên sau khi ra mắt. Trong quá khứ, Samsung đã từng xuất xưởng 10 triệu chiếc Galaxy Note 3 trong 2 tháng sau ngày ra mắt. Do đó, Galaxy Note 4 được kỳ vọng rất lớn, không chỉ vượt qua doanh số của chính đàn anh mà còn phải cạnh tranh được với iPhone 6 và đặc biệt là chiếc Flip iPhone 6 Plus. Tiếp theo sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Nhóm giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London của Anh cho biết là ít nhất 14 chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã thiệt mạng trong cuộc không kích thứ 3 của Liên minh do Mỹ dẫn đầu vào đêm qua ở phía đông bắc Syria.
Tổ chức trên cũng cho biết các cuộc không kích đã làm chết ít nhất 5 dân thường. Trong khi đó, thì lực lượng quân đội của chính phủ Syria đã tiến hành cuộc không kích bằng bom thùng ở phía tây đất nước, nơi có lực lượng phiến quân đối lập với Tổ chức Hồi giáo đang hoạt động. Về phần mình, thì các phiến quân của Hồi giáo IS đáp trả các cuộc không kích của Mỹ bằng cách tăng cường tấn công vào phía bắc Syria, nơi hàng trăm nghìn người đã bỏ nhà cửa chạy trốn sang nước khác. Ngày hôm qua, phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu rõ những sai lầm chiến lược của phương Tây tại Trung Đông, Trung Á và vùng Cáp-ca-dơ đã biến những khu vực này thành nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố và cực đoan. Tổng thống Iran nhấn mạnh sự can thiệp không đúng đắn của phương Tây vào các diễn biến tại Syria là một ví dụ rõ ràng về cách tiếp cận chiến lược sai lầm tại Trung Đông. Theo nhà lãnh đạo Tehran, thì các chính khách theo tư tưởng ôn hòa tại Trung Đông cần đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống bạo lực và chủ nghĩa khủng bố. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Iran đã bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng Tehran bảo trợ chủ nghĩa khủng bố, đồng thời nêu rõ rằng quốc gia Hồi giáo này đang đi đầu trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố, trong đó có Tổ chức Hồi giáo IS. Sau 3 tuần điều trị ở Trung tâm Y tế Nebraska, bác sĩ sản khoa Mỹ Rick Sakra đã tuyên bố là hoàn toàn hết virus Ebola. Trước đó, thì Sakra đã được điều trị bằng thuốc thử nghiệm. Tuy nhiên, các bác sĩ được yêu cầu là không tiết lộ loại thuốc thử nghiệm nào đã được sử dụng. Dù vậy, trong đơn điều trị có máu của bác sĩ Ken Branley, bệnh nhân đầu tiên của Mỹ đã thoát khỏi đại dịch chết người Ebola. Tiến sĩ Rick Sakra, 51 tuổi, là người Mỹ mới nhất bị nhiễm virus Ebola khi làm việc ở Tây Phi từ hôm 29 tháng 8. Phát biểu trước khi xuất viện, ông cho biết ông vẫn giữ ý định quay trở lại Liberia để tiếp tục giúp đỡ xây dựng và tăng cường cơ sở hạ tầng y tế của nước này. Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden nằm trong số những người được trao giải thưởng danh giá Right Livelihood 2014 của Thụy Điển, thường được nhắc đến như là giải Nobel khác cho nỗ lực vì tự do báo chí. Theo đó, thì Snowden được trao giải vì sự can đảm và khéo léo trong việc tiết lộ quy mô chưa từng có về hoạt động do thám nhà nước vi phạm các tiến trình dân chủ cơ bản và quyền hiến định. Snowden chia sẻ phần danh dự của giải thưởng trên cùng với Alan Rush Bridger, tổng biên tập báo Anh The Guardian, cơ quan truyền thông mà Snowden đã phối hợp để công bố những bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA, và là người được trao giải thưởng danh dự, Snowden sẽ không nhận được tiền thưởng 500.000 kron, tương đương với 70.000 đô la Mỹ, nhưng quỹ giải thưởng Right Livelihood cho biết sẽ tài trợ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho Snowden. Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Pont de Arc ở thủ đô Paris của Pháp được coi là một trong những địa điểm lãng mạn nhất của thành phố, nơi lui tới và chứng minh tình yêu cho rất nhiều cặp đôi không chỉ ở Pháp mà cả các du khách trên thế giới. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng mà các đội uyên ương dành cho cây cầu đã khiến cho nó trở nên mất an toàn và gây nguy cơ với môi trường. Những chiếc khóa khắc tên hai người được móc vào thành cây cầu Pont de Arc, sau đó chìa khóa được vứt xuống dòng sông Seine. Và thế là hai người yêu nhau được ở bên nhau mãi mãi. Đó là ý nghĩa của những chiếc khóa này. Thế nhưng, điều đó đã không còn lãng mạn nữa khi mà mỗi tháng cây cầu này có thêm tới 700.000 chiếc khóa, gây ra sự mất an toàn cũng như các nguy cơ về môi trường. Sau 2 tháng đưa ra chiến dịch khuyến khích các cặp tình nhân từ bỏ thói quen treo khóa vào thành cầu, chính quyền thành phố Paris của Pháp đã quyết định áp dụng một phương án mạnh tay hơn, đó là dùng các tấm kính trong suốt ngăn du khách treo khóa vào thành cầu. Các quan chức của thành phố cho biết những chiếc khóa này đã gây ra tình trạng mất an toàn nghiêm trọng cho cây cầu. Ở mỗi một nhịp cầu, chỉ riêng số khóa được móc lên đã nặng tới gần nửa tấn. Vào tháng 6 năm nay, một phần cây cầu này đã bị sập do trọng lượng của những chiếc khóa, khiến nó phải đóng cửa tạm thời để sửa chữa. Tôi nghĩ đây là một nơi rất tuyệt vời để thể hiện tình yêu của bạn với một nửa của mình, và tình yêu đó sẽ mãi mãi lưu lại nơi đây. Tuy nhiên, nếu vì thế mà cây cầu bị gãy thì cũng thật đáng tiếc. Một du khách Malaysia đang đi nghỉ tuần trăng mật với vợ thì cho biết việc lắp đặt các tấm kính này sẽ không ngăn du khách tới Paris và người ta sẽ tìm một nơi khác để treo khóa. Tôi nghĩ một cây cầu treo đầy khóa thật là đẹp, nhưng tôi tin rằng quy định mới sẽ không gây ảnh hưởng tới khách du lịch, vì Paris còn rất nhiều những địa điểm tuyệt vời khác. Ngoài ra, những chiếc chìa khóa bị vứt xuống sông Seine cũng làm ô nhiễm nguồn nước ở đây. Để cân bằng giữa vấn đề môi trường và du lịch, thành phố Paris đã bắt đầu một chiến dịch truyền thông mới mang tên Tình yêu không cần những chiếc khóa. Các cặp đôi được mời chụp một bức ảnh tự sướng trên các cây cầu hoặc những địa điểm lãng mạn khác ở Paris rồi chia sẻ qua Twitter hoặc Instagram.
Hiện chính quyền thành phố Paris cũng đang cân nhắc có nên lấp kính cho toàn bộ cây cầu cũng như áp dụng biện pháp này với các cây cầu khác trong khu vực hay không. Chuyện sống nhờ vào nhan sắc hay là ít nhất dùng nó để làm đòn bẩy nhanh chóng bước chân vào giới showbiz đã không phải là hiếm, và con đường danh vọng này cũng thu hút rất nhiều những phụ nữ tại Myanmar, và đó là cái cớ để các cuộc thi nhan sắc ở đây liên tiếp diễn ra. Và về phần mình thì các cô gái xinh đẹp ở đất nước vốn được coi là bí ẩn và bậc nhất thế giới này cho rằng đó là cách nhanh nhất để chạm tay vào sự nổi tiếng và giàu có. Sau khi bị cấm gần nửa thế kỷ trong chế độ độc tài quân sự, Myanmar giờ đây đang chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc thi sắc đẹp. Vào năm 2012, một năm sau khi chính quyền bán dân sự lên cầm quyền, cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới đầu tiên, Hoa hậu Myanmar Thế giới đã được tổ chức. Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng vài ngày, hơn 130 ứng viên đã đăng ký tham gia. Và vào lần thứ hai khi cuộc thi này diễn ra, thí sinh đăng ký đã lên tới 200 người. Đây là studio thuộc quyền sở hữu của kênh truyền hình MRTV4. Rất nhiều cô gái trẻ đang chờ đợi để được luyện tập nhằm chuẩn bị cho các vòng đấu loại của cuộc thi Hoa hậu Myanmar Thế giới 2014. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mai 27 tháng 9. Đối với hầu hết những người đẹp này, việc được đeo chiếc vương miện danh giá là giấc mơ lớn nhất cuộc đời họ. Là một người mẫu, mục đích của tôi là trở thành hoa hậu. Không chỉ là hoa hậu Myanmar mà còn là hoa hậu thế giới. Tính đến cuối năm nay 2014, đại diện sắc đẹp của Myanmar sẽ tham gia tổng cộng 10 cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới, bao gồm Hoa hậu Thế giới châu Á-Thái Bình Dương và cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia. Các cô gái trẻ có nhan sắc ở quốc gia Đông Nam Á cho rằng các cuộc thi nói trên chính là cách đi tắt đón đầu danh vọng và may mắn. Một danh hiệu không chỉ mang tới sự nổi tiếng, sự ngưỡng mộ của công chúng, mà còn là những lời mời chào của những bộ phim với các xê khủng và cả các hợp đồng quảng cáo thương mại. Ở Myanmar, cách duy nhất để làm giàu nhanh chóng là nổi tiếng và không mảnh đất nào màu mỡ hơn nghệ thuật và giải trí. Nếu ai đó được dư luận biết đến, anh ta hoặc cô ta sẽ là người của công chúng. Và đối với phụ nữ Myanmar, thực sự đã qua rồi cái thời hồng nhan bạc mệnh. Các cuộc thi hoa hậu bây giờ rất nhiều, đó là lý do vì sao tôi lại tham gia. Đây chính là cơ hội để tôi thể hiện tài năng ở tầm quốc tế. Cuộc thi Hoa hậu Thương mại Myanmar đầu tiên được tổ chức vào năm 1947 ở thành phố Yangon. Và sau cuộc đảo chính năm 1962, các cuộc thi sắc đẹp ở quốc gia này đã bị cấm trong vòng nửa thập kỷ. Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin vui trong lĩnh vực y học khi mà mới đây các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa tìm ra một phương pháp mới có thể khôi phục hoạt động cho các tế bào tủy sống bị hư hại. Đây được xem là hy vọng mới cho những người bị liệt vì nguyên nhân chấn thương thần kinh. Để khôi phục chức năng hoạt động cho các tế bào tủy sống bị tổn thương của các con chuột trong thí nghiệm, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ EPFL Thụy Sĩ sử dụng tổng hợp nhiều loại hóa chất khác nhau và thực hiện song song với việc truyền điện năng vào một số khu vực nhạy cảm trên tủy sống. Chúng tôi thực hiện các thử nghiệm với chuột và nhận ra hiện tượng cắt ngang tủy sống, điều đã gây nên sự gián đoạn giao tiếp giữa não bộ và tủy. Hậu quả của điều này chính là bệnh bại liệt. Để kích thích vận động, chúng tôi đã kết hợp hai liệu pháp, thuốc điều trị và kích thích bằng xung điện trên mặt cắt của tủy sống. Việc sử dụng điện năng sẽ kích thích các tế bào tủy sống bị hư hại, giúp tín hiệu được lưu thông từ não tới các chi. Nhờ đó, con chuột bị liệt có thể đi trở lại mặc dù không hoàn toàn làm chủ được các cử động này. Nguyên lý khôi phục chức năng của các chi bại liệt trong nghiên cứu này được coi là hoàn toàn mới. Nó cũng giúp thay đổi sâu sắc những hiểu biết của giới khoa học về hệ thống thần kinh trung ương. Đội ngũ nghiên cứu cho biết, bước thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành trong vòng 2 năm tới. Và nếu thành công, đây sẽ là một bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu các liệu pháp điều trị chấn thương tủy sống. Sau nhiều hình ảnh rò rỉ, cuối cùng thì sản phẩm mới nhất mang tên BlackBerry Passport, tạm dịch là hộ chiếu BlackBerry của Jordan, cũng đã vừa chính thức trình làng trong một sự kiện vừa diễn ra tại Canada. Và đặc biệt, chiếc smartphone cao cấp nhất của hãng mang tới một phong cách thiết kế hoàn toàn mới và không giống với bất kỳ một dòng sản phẩm nào của hãng trước đó, và đã khiến cho các fan trung thành của BlackBerry phải điên đảo.
passport is awkward in your hands and awkward in your pockets, and I definitely dropped it once or twice in the few weeks I've been using it. BlackBerry Passport được thiết kế với màn hình vuông 4,5 inch, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3, độ phân giải HD 1440x1440, mật độ điểm ảnh là 453 chấm trên mỗi inch. Máy được trang bị một camera sau 13 megapixel. Vì xử lý 4 nhân tốc độ 2,2 GHz, RAM 3GB và 32GB bộ nhớ trong, đồng thời có nguồn pin khủng cho phép người sử dụng 25 tiếng mới phải sạc lại. Mặc dù dùng bàn phím QWERTY truyền thống, nhưng BlackBerry Passport vẫn được dâu đen thổi vào một luồng gió mới. Với thiết kế lai giữa phím bấm BlackBerry vật lý, truyền thống và bàn phím cảm ứng, người dùng có thể vuốt tay cảm ứng ngay trên bàn phím để cuộn trang khi lướt web, mở nhanh menu phụ hoặc xóa nhanh một đoạn văn bản mà không cần chạm vào màn hình. Đặc biệt, tính năng bảo mật cao của BlackBerry sẽ tiếp tục phát huy ở chiếc smartphone này với việc sử dụng phần mềm mới của hãng có tên gọi là Plan. Điều đáng nói, như Tổng Giám đốc BlackBerry, ông John Chen cho biết, phiên bản BlackBerry mới không dễ bị uốn cong như iPhone 6. Theo BlackBerry, chiếc hộ chiếu mới sẽ được bán trước tại châu Âu và Mỹ. Đến cuối năm, hãng điện thoại danh tiếng Canada sẽ mang chiếc smartphone cao cấp nhất của mình đến khoảng 30 nước, trong đó có Việt Nam. Tại Mỹ, máy được bán với giá khoảng 599 đô la Mỹ, tức khoảng 12 triệu đồng Việt Nam, không kèm hợp đồng. Ngoài yếu tố cốt truyện hay là hình ảnh đẹp, ngày nay nhiều bộ phim hoạt hình còn có nhạc phim rất ấn tượng và được thể hiện bởi các nhân vật đáng yêu trong phim. Các bộ phim không thể không kể đến bao gồm Madagascar, Shrek hay Evin và Ba Nhạc Sóc Chuột, và gần đây nhất là Rio 2. Thật dễ hiểu là tại sao phim hoạt hình ngày nay không chỉ là một loại hình giải trí dành cho trẻ em. Những chú sóc chuột và giọng hát vô cùng đặc biệt của bộ ba Alvin, Simon và Theodore chính là linh hồn của loạt phim Alvin và Ban Nhạc Sóc Chuột trong suốt gần 7 năm qua. Dù cho ở những phần phim sau này có thêm nhiều bản hit được những chú sóc chuột cover lại, nhưng ca khúc Bad Day với giọng hát của sóc chuột vẫn luôn để lại những cảm xúc khó quên trong lòng những ai yêu mến bộ phim này. Một trong những bộ phim hoạt hình nữa để lại nhiều ấn tượng với khán giả Việt Nam là Madagascar, với 4 nhân vật chính gồm sư tử Alex, ngựa vằn Marty, hươu cao cổ Man-Man và hà mã Gloria. Madagascar còn hấp dẫn người xem tới tận những giây phút cuối cùng bằng ca khúc soundtrack cực vui nhộn I Like To Move It với sự góp mặt của tất cả các nhân vật trong phim. Giống như Madagascar, Shrek 2 cũng chọn ca khúc sôi động Living Da Vida Loca, từng được ca sĩ nổi tiếng Ricky Martin thể hiện để khép lại cuộc hành trình cứu công chúa Fiona của anh chàng Shrek. Màn trình diễn ca khúc Living Da Vida Loca đã trở thành một bữa tiệc âm nhạc khó quên tại xứ sở của những nhân vật cổ tích cũng như trong lòng những người hâm mộ. Những người yêu thích phim hoạt hình không thể bỏ qua bộ phim Vẹt Đuôi Dài Rio 2. Ngoài phần hình ảnh cực kỳ sống động và đẹp mắt, bộ phim này còn được đón đợi bởi sự tham gia của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng trong vai trò diễn viên lồng tiếng. Đặc biệt, phần này còn có sự góp giọng của nam ca sĩ Bruno Mars trong vai Roberto, bạn trai cũ của Jewel. Anh cũng tham gia thể hiện ca khúc Welcome Back trong phần nhạc phim của Rio 2. Từ đây thì chương trình Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay của kênh VTC14 cũng kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.